Chào mừng các anh chị đến với The Crypto View. Các anh chị thân mến, tiếp nối chuỗi các video giới thiệu về các dự án có khả năng trở thành cái parachain trên mạng lưới của Polkadot, thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái dự án nó có tên là Parallel Finance. Đây là một cái dự án thuộc về cái mảnh ghép Borrow and Lending rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái của Polkadot. Thì trước khi đi vào chi tiết cái dự án này thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị tổng quan về cái dự án này. Đầu tiên thì các anh chị hiểu rằng cái dự án Parallel Finance này nó có một cái dự án ánh xạ của nó có tên là Parallel Hayco. Cái Parallel Hayco thì các anh chị có thể thấy là nó đã trở thành một cái parachain thứ 10 trên mạng lưới của Kusama. Thì hiện tại cái dự án này nó đang trong cái giai đoạn testnet và chỉ có thể kết nối được với Kusama ở giai đoạn testnet. Thì nó có các cái sản phẩm mà các anh chị có thể nhìn thấy ở đây ha, về mảng lending and borrow nè, rồi nó có thêm cái phần staking. Rồi ngoài ra đó thì cái dự án này á, nó hội tụ các cái tính năng mà rất là hay ở trên mạng lưới của Polkadot. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị dần các cái tính năng. Đầu tiên á, là nó có cái tính năng về Margin Staking. Rồi Margin Staking á, thì các anh chị có thể hiểu như thế này. Có nghĩa là những ai mà đã từng staking cái đồng Polkadot á, trên mạng lưới của Polkadot thông qua các cái validator đó, thì bây giờ có thể tiếp tục staking thêm một lần nữa vào trong cái giao thức Parallel này để hưởng thêm một cái phần thưởng nữa. Như vậy thì các anh chị đã có thể nhận được hai lần phần thưởng, một là cái phần thưởng từ việc các anh chị staking trong các cái validator, hai là các anh chị tiếp tục staking cái phần staking đó vào trong cái Parallel này để anh chị nhận thêm một cái phần thưởng thứ hai, thì nó gọi là margin staking. Ngoài ra đó thì những ai mà đang lắp cái đồng DOT hoặc cái đồng Kusama mà để cho các cái dự án họ tham gia họ đấu giá cái parachain đó, thì tiếp tục là có thể tiếp tục staking vào trong đây được hưởng luôn cái lãi suất mà staking cái đồng đó ở trong cái mạng lưới của Parallel này nữa. Thì như vậy các anh chị thấy là chúng ta sẽ nhận được, vừa là nhận được phần thưởng từ các cái dự án ha, vừa nhận được cái phần lãi suất do chúng ta staking cái đồng DOT, lắp cái đồng đó lại thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận được cái phần lãi suất luôn. Rồi ngoài ra thì nó có một cái tính năng về Money Market ở đây. Money Market thì các anh chị có thể hiểu nó chính là một cái thị trường về tiền tệ, thì trong đó nó có các cái sản phẩm về Lending and Borrow. Thì các anh chị có thể hiểu cái Lending and Borrow này là các anh chị gửi vào trong đây một cái khoản token để anh chị nhận lãi suất, hoặc là anh chị gửi vào cái token để làm vật thế chấp và anh chị vay ra được một cái đồng ổn định, hoặc là một vay ra một cái đồng token khác với một cái tỷ lệ nhất định theo từng cái cặp tiền tệ mà họ niêm yết ở trong đây. Rồi ngoài ra thì cái Lending and Borrow này á, họ còn có một cái hay nữa, đó chính là họ cho phép những ai mà lóc cái đồng DOT hoặc cái đồng Kusama á, thì có thể tiếp tục vay ra được một cái tỷ lệ ha, tùy tùy theo họ, hiện tại họ chưa có đưa ra cái tỷ lệ đó là bao nhiêu, thì các anh chị có thể vay ra được thêm một cái phần giá trị để các anh chị có thể tái đầu tư cho mình. Bởi vì khi các anh chị lóc cái đồng DOT hoặc đồng Kusama thì nó mất tới 1 năm tới 2 năm lận, cho nên là các anh chị sẽ bị kẹt vốn ở chỗ đó ha, thì ở đây họ cho phép các anh chị có thể vay ra đó. Các anh chị thấy cái tính năng này nó rất là hay, nó rất là hữu ích. Rồi ngoài ra thì ở đây nó có một cái chức năng nữa, đó chính là Ocean Plunge. Có nghĩa là nó giúp cho các cái dự án mà khi mà họ muốn tham gia đấu giá cái parachain á, mà họ huy động cái đồng DOT hoặc cái đồng Kusama nó không đủ á, thì họ sẽ lên cái giao thức này, họ sẽ được phép vay ra để họ tham gia đấu giá ha, với cái lãi suất khá là thấp. Thì hiện tại chưa biết lãi suất là bao nhiêu, nhưng mà ở đây họ có nêu ra là với cái lãi suất rất là cạnh tranh. Ngoài ra thì cái giao thức này họ khác với các cái giao thức khác, đó chính là họ sẽ có cái phần token họ sẽ dùng để họ mua bảo hiểm cho các cái pool thanh khoản của mình. Thì các anh chị có thể yên tâm khi chúng ta gửi vào trong cái giao thức này, bởi vì nó được bảo hiểm đầy đủ. Rồi bây giờ thì về sản phẩm thì các anh chị có thể hiểu một cách tổng quan như vậy. Và cái dự án này nó đang ở trong giai đoạn là testnet thôi các anh chị. Nó đang giai đoạn là testnet mà của Parallel Hayco. Còn testnet của Parallel Finance thì vẫn chưa xong. Tuy nhiên thì hai cái này là nó giống nhau, cho nên là khi mà bên Kusama nó thành công thì sau này họ mà đấu giá thắng trên Polkadot thì họ tiếp tục triển khai trên Polkadot.
thì hiện tại các anh chị chưa thể mua token hoặc là anh chị chưa thể làm gì trên đây hết, ngoài việc các anh chị vào đây các anh chị có thể tham gia vào chương trình testnet cho họ thôi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu qua cái phần token của cái dự án Farmland Finance này. Thì ở đây các anh chị chú ý là chúng ta có hai cái loại token của hai cái dự án, một là Farmland Heiko ha, thì nó có cái đồng của nó là đồng Heiko. Còn Farmland Finance thì cái token của nó có tên là Para. Rồi cái tính năng của cái đồng token Para này là nó có cái tính năng quản trị nha các anh chị, nghĩa là những ai sở hữu cái đồng token này thì có quyền bỏ phiếu ha, vote cho các cái sự kiện quan trọng của cái giao thức này. Rồi nó dùng để nó chia sẻ một cái phần doanh thu ở trên giao thức cho các cái đối tác, hoặc là nó sẽ dùng làm cái phần thưởng staking cho các cái validator. Rồi nó sẽ dùng để nó làm các cái chương trình incentive cho các cái dự án hoặc là các cái developer xây dựng trên cái hệ thống này. Rồi nó dùng để nó làm nó thu phí. Ngoài ra thì cái đồng token này họ có cái cơ chế là họ sẽ đốt cái đồng Para này khi mà họ thu được cái khoản phí này nè. Thì họ sẽ dùng một phần đó, họ sẽ đốt để cho cái đồng token này nó sẽ triệt tiêu đi bớt. Về cái số lượng của token Para thì họ sẽ phát hành tổng là 1 tỷ và họ chia làm các cái phần như sau. Thì các anh chị ta thấy là 35% nó sẽ dành cho là trả thưởng cho cái việc là cung cấp thanh khoản. Rồi 20% là dành cho team và các cái nhà cố vấn. 15% là dành cho các cái nhà đầu tư vòng private sale. Rồi 15% là dành cho hệ thống. Rồi 5% là dành cho cái phần bảo hiểm các cái buôn thanh khoản. 5% là dành cho chương trình crowd loan. Và 5% là dành cho các cái nhà đầu tư vòng hạt giống. Thì về cái lộ trình trả thưởng chi tiết thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm cái dự án này trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Rồi bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ các anh chị, đó chính là cái phần mà các cái đối tác mà họ đã đầu tư vào trong cái dự án này. Thì các anh chị có thể nhìn thấy các cái đối tác ở đây, nó có 12 cái đối tác mà đã đầu tư vào cái dự án Farmland Finance này. Điển hình như là Alameda Research nè, rồi Decimal Capital, hay là Ventura Capital, hoặc là Polychain Capital. Đây là những cái dự án thuộc hàng top ở trên thị trường, hay các anh chị nó có chữ top ở đây. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy, ngoài ra thì có các cái quỹ khác họ cũng đã tham gia đầu tư ở đây, tổng là 12 cái nhà đầu tư. Cái số lượng mà cái dự án này họ đã huy động được bao nhiêu thì hiện tại thì tôi chưa có research được. Thì các anh chị có thể hiểu là họ đã dành ra tới 25% cho 12 cái nhà đầu tư này. Rồi bây giờ như vậy thì nếu như các anh chị thấy cái dự án này nó ok, các anh chị muốn tham gia cái chương trình crowd loan giúp cho dự án này họ có cái khoản DOT để họ tham gia đấu giá, thì các anh chị làm gì? Thì trước tiên là các anh chị sẽ vào đây ha. Ở trên cái website này nó có để cái chữ là Polkadot Farachain Ocean nè. Bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 nè, các anh chị bấm vào register đây. Thì các anh chị sẽ tham gia cái whitelist của họ trước đã. Rồi các anh chị sẽ điền họ và tên, rồi các anh chị điền email, để anh chị điền cái địa chỉ ví vào đây. Rồi các anh chị sẽ điền là các anh chị muốn lock bao nhiêu cái đồng DOT ở trong đây, sau đó các anh chị sẽ bấm vào join whitelist ở đây, hôm đây là coi như các anh chị đã đăng ký xong. Rồi bước tiếp theo thì các anh chị xem lại các cái video trước đó của tôi, là các anh chị tôi sẽ hướng dẫn các anh chị là tạo ví cũng như là chuẩn bị cái đồng DOT. Các anh chị nào chưa biết mua đồng DOT ở đâu thì anh chị cứ lên sàn Finance mà các anh chị mua. Khi mà mua trên sàn Binance xong, các anh chị chuyển về ví. Và khi chị chuyển về ví thì các anh chị sẽ nhớ là chúng ta sẽ kết nối cái ví nó đúng. Có nghĩa là các anh chị xem lại cái video số 67 của tôi, tôi chỉ các anh chị kết nối ví đúng vào trong cái relay chain của Polkadot để anh chị tham gia. Tránh trường hợp là các anh chị kết nối ví nó không đúng vào trong cái nền tảng khác thì nó không đảm bảo cái tính an toàn cho các anh chị ha. Bởi vì các cái nền tảng đó thì chưa được kiểm chứng. Rồi các anh chị thân mến, như vậy là tôi đã chia sẻ các anh chị phần lớn các cái thông tin về dự án Farmland Finance. Tuy nhiên thì còn một số các cái thông tin mang tính nâng cao để tìm hiểu rõ hơn thì các anh chị có thể vào trong cái phần white paper, các anh chị đọc thêm, ví dụ như các cái cổng Oracle là như thế nào, rồi nó có thêm một cái phần swap có chức năng là AMM như thế nào, thì các anh chị vào đây các anh chị xem thêm. Trong phạm vi cái video này thì tôi không thể nói quá nhiều để tốn thời gian các anh chị.
Các chị thân mến, như vậy là buổi chia sẻ về dự án Paleo Finance của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Các anh chị quý kênh xin cho chúng tôi một like, một nút share và nút subscribe để giúp cho tôi có thêm những cái động lực ra thêm những cái video hữu ích hơn nữa giúp cho các anh chị. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.